Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên tay em hôm nay đang cầm để giới thiệu tới anh em một sản phẩm. Đây chính là cái van không tải của xe Suzuki 550kg và 750kg. Đây là cái quy cách đóng gói của sản phẩm. Mỗi một sản phẩm được bọc trong một chiếc hộp rất là cẩn thận như thế này. Đây là sản phẩm hàng liên doanh cao cấp anh em nhé. Đây, bây giờ em sẽ cùng bóc ra để mọi người cùng xem này. Muốn bóc được bên này chúng ta phải bóc cái phần tem này để nó giữ này. Đó, bóc cái này vào nhé. Đó, đây, đây là trình thù của chiếc van không tải này. Đây, hàng xịn này anh em nhìn này, nó rất là chắc chắn này. Đấy. Đây, tất cả đều có mã số. Đây, đây là cái phần rắc, cắm rắc điện của nó nha anh em nhé. Đây chạy kim phui ấy. Đây là cái van không tải của xe Su đời chạy kim phun anh em nhé. Bác kỹ thuật của bên em có nói thêm cái đấy thì em phải nói để cho anh em nắm rõ hơn. Thì vừa rồi em có vừa giới thiệu sơ qua tới anh em cái sản phẩm cái van không tải. Anh em có nhu cầu quan tâm tìm hiểu về sản phẩm hay liên hệ với em theo số 0769086333. Kiểm tra hỗ trợ lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.